Loạt tỷ phú nhận thù lao không đồng năm 2022. Theo báo cáo thường niên năm 2022 của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát, các thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp này đã không nhận thù lao trong năm 2022. Điều này trái ngược so với năm 2021 khi HPG chi tới 118 tỷ đồng để trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Đình Long, 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 3 thành viên Hội đồng Quản trị. Trong khi đó, HPG khá bạo chi để trả lương và thưởng cho Ban Giám đốc trong năm 2022 ở mức 5,3 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Masan cũng không nhận thù lao trong năm 2022. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ông Quang và các thành viên Hội đồng Quản trị Masan nhận thù lao không đồng. Trong khi đó, ông Denile, Tổng Giám đốc Masan đã nhận 11,9 tỷ đồng tiền lương, thưởng và các phúc lợi khác trong năm 2022, giảm khoảng 348 triệu đồng so với năm trước. Tại công ty cổ phần Vinhomes, ông Phạm Nhật Vượng, với vai trò thành viên hội đồng quản trị, cũng không nhận thù lao trong các năm 2021 và 2022. Danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 29 tháng 3 năm 2023 ghi nhận ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng lên tới 4,3 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, khối tài sản ròng của ông Trần Đình Long và ông Nguyễn Đăng Quang lần lượt ở mức 1,8 tỷ đô la Mỹ và 1,2 tỷ đô la Mỹ.